Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm cái hoa hoa trên trên thân như thế này. Ở đây thì đang phối ở trên tay để may cái áo dài cho bạn bóng. Các chị có thể áp dụng cái cách này để chúng ta phối cái hoa này ở bất kỳ cái vị trí nào, có thể là trên thân đầm, trên tay cho cho các cái sản phẩm mà mình muốn ha thì ở đây thì mẹ bóng đang phối trên hai cái tay áo như thế này ở đây thì mẹ bóng chỉ hướng dẫn cho chúng ta cách cắt các chi tiết để chúng ta và cách may thôi còn cái tay cơ bản thì chúng ta đã học rồi nên là chúng ta không nói lại nữa à, bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem thử là để mà may cái tay này thì chúng ta sẽ cần những chi tiết gì và cách may nó như thế nào ha rồi ở đây là sau khi mình đi cắt đó ha thì mình sẽ có um, cái tay cái tay này ở đây thì mình sẽ cắt hai lớp mình cắt hai lớp là một một cái tay hai lớp thì hai cái tay nó sẽ là bốn lớp à, và do cái vải này của mẹ bóng nó hơi mỏng nó là vải thô ha vải thô boi à, nên là nó, nó nó mềm lắm nó mỏng lắm nè à, nên là mẹ bóng sẽ cái, cái mặt ở ngoài mà để may cái hoa hồ hồng á thì à, à, mẹ bóng sẽ ủi một cái lớp keo giấy ha keo giấy thôi để cho nó đứng cái cái tay á À, còn nếu mà vải của mình nó đã cứng rồi đó nó đứng form rồi mình không cần ủi nha các chị ha đó thì như vậy chúng ta sẽ có hai cặp mỗi cặp là một cái tay à, đồng thời là chúng ta sẽ cắt cái sợi dây để chúng ta làm hoa thì à, cái sợi dây này chúng ta sẽ cắt dài nha các chị còn nếu như mà chúng ta không đủ chiều dài thì chúng ta sẽ nối ở đây thì mình sẽ cắt à, ngang khổ ha mình cắt ngang hoặc là cắt xéo cũng được à, cắt ngang hoặc là cắt xéo khổ À, cắt theo chiều ngang ha hoặc là cắt theo chiều xéo chiều xéo thì khi mình gấp á, thì nó có cái độ xéo á, nó sẽ à, cái bông của mình nó sẽ đẹp hơn à, còn nếu mà mình muốn tiết kiệm vải thì mình có thể cắt theo cái chiều ngang khổ à, và cái chiều rộng này thì tùy vào cái size tay à, hoặc là cái size hoa các chị muốn cái cánh nó to hay nhỏ thì các chị sẽ cắt cái chiều rộng này ở đây thì mẹ bóng năng cắt chiều rộng là à, là bản bản ở đây là 10 xăng 12 xăng à, và khi gấp lại thì nó còn khoảng 5-6 xăng thì ra là cái tay cơ bản bình thường đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi may ha rồi bước đầu tiên để mà may đó thì chúng ta sẽ đi may rút nhúng cái sợi dây này trước cái sợi dây này thì các chị sẽ cắt dài nếu không đủ chiều dài thì các chị sẽ nối nó lại ha à, mình ví dụ như mình cắt nhiều sợi thì mình sẽ nối các cái sợi này lại với nhau thành một cái sợi à, dài À, mình cảm thấy đủ để mình làm cái bông hoa của mình à, tùy vào cái bông hoa mình to hay nhỏ thì mình sẽ tính toán cái lượng chiều dài ha cho nó dư dãn một chút xíu thì mình nối lại như thế này sau khi nối xong thì chúng ta sẽ gấp đôi nó lại à, gấp đôi lại như thế này và chúng ta sẽ may rút nhúng cái đường mép bên đây ha, may nhúng cho nó nhúng lại thì cái cánh hoa nó mới đẹp à, cái chị nhúng nhiều thì cái cánh hoa nó nó có cái độ nhúng nhiều như thế này thì nó sẽ đẹp nhúng ít thì à, cái cánh nó sẽ không có cái độ bồng nó sẽ không đẹp bằng ha đó thì bây giờ mẹ bóng sẽ đi à, may nối và may rút nhúng à, cái này trước khi mà chúng ta may cái bông hoa này vào trên cái cánh tay của chúng ta ha Rồi sau khi mình may xong thì mình sẽ có một cái sợi dây nhúng như thế này Mẹ bóng sẽ cái đầu cái đầu mà cái cánh ngoài á, thì mẹ bóng sẽ nhúng ít à, Còn cái cánh ở bên trong á, cái cái mà mình xoắn vào bên trong nhiều á, thì cái phần đuôi này á, thì mẹ bóng sẽ nhúng nhiều hơn một chút Để cho cái bên trong nó 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 nhúng nhiều hơn ha Và mình mình vắt sổ cái mép này đi cho nó gọn như thế này Thì chúng ta có được cái, cái phần dây để làm cánh còn cái phần tay á, thì cái tay mà chúng ta ủi keo này nè, cái tay mà chúng ta làm mặt phải đó thì chúng ta sẽ lấy dấu cái đường may lên cái phần đỉnh và cái phần lai như thế này để khi mà chúng ta may cái cánh này vào chúng ta đừng có may lố qua cái đường may à, chúng ta chừa cái đường may này lại để chúng ta may may ha à, vậy thì khi mà cái cái cánh hoa cái hoa này nó sẽ là hình tròn nên là các chị sẽ à, nhắm nhắm ở phần giữa này nè các chị vẽ một cái vòng tròn ha à, vẽ một cái vòng tròn như thế này à, để mình đi mình đi theo cái vòng tròn này thôi mình không có lấn ra nữa à, mình đi theo cái vòng tròn này ha đó thì khi mà mình may á là mình sẽ bắt đầu từ cái 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 phần mà mình nhúng ít này à, cái đầu này cái cái đầu này nè các chị gấp dấu mép đi ha các chị gấp 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 khéo xuống để mình giấu cái mép này đi cái lúc mà mình mình nhúng nè mình gấp mình đã gấp cái mép đường may vào bên trong rồi hồi nãy mày bóng thao tác chậm cho mình coi đó đó thì bây giờ mình sẽ gấp xuống như thế này để mình giấu cái cái mép này đi ha và mình sẽ bắt đầu từ phía dưới này mình sẽ đặt theo cái đường tròn này ha mình may nè mình đặt ngay đây nè ha mình sẽ may từ từ theo cái vòng tròn này và mình may tới giáp mối bên đây thì bắt đầu mình đi đi lần vào bên trong. À, các cái đường may nó cách nhau khoảng tầm 0.7 cho tới 1 xăng ha. À, thì như vậy là chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong và cuối cùng là tới cái nhụy thì chúng ta sẽ dùng kim tay để chúng ta đính. Bây giờ các chị sẽ xem mẹ bóng thao tác ở trên máy nha. rồi sau khi mình may xong ha tới cái đoạn cuối cùng mà mình may không được nữa thì thôi mình cắt mình cắt chỉ ha mình sẽ đưa ra và mình cuốn như thế này để mình đưa vào bên trong như thế này à, các chị thấy nè cái cánh của mẹ bóng ở cái cánh cánh ngoài cùng này các chị thấy nó có cái 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 độ cụp nó cục vô như thế này là lý do vì sao vì mẹ bóng nhúng nó không có đủ cái lượng tại vì cái này mình đang đi vòng tròn đó mà mình nhúng nhúng không đủ là nó sẽ bị cục nè, nên là các chị biết cái lỗi này ha. Đó, nếu mình nhúng đủ thì nó sẽ nằm bằng cái cái cánh ra luôn, còn mình nhúng không đủ thì nó nó bị thiếu vải nên nó sẽ bị cục vô như thế này. Đó, để mình biết nếu mà mình gặp trường hợp như thế này mình biết cách chỉnh ha, mình phải nhúng đủ. Rồi, à, đối với cái, cái phần bên trong này á, thì bây giờ mình sẽ cuốn tròn như thế này để ra tạo ra được cái nhụy ha. Cái này thì tùy hoa tay mình làm sao cho nó đẹp. Đó, sau đó thì mình sẽ dùng kim tay À, mình khâu cái 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 phần phần đế này lại cho nó định hình với nhau sau đó mình sẽ khâu nó vào cái này luôn và mình khâu vào cái mặt dưới này luôn ha cho nó nó dính chặt luôn à, sau khi khâu xong thì cái hoa nó sẽ nằm êm như thế này rồi chúng ta sẽ dùng lớp lót để chúng ta may may với cái lai này à, để chúng ta lật nó lên thì nó sẽ may được cái phần lai luôn à, và khi mà mình may cái vòng tròn này các chị lưu ý là mình sẽ cắt cái đường may hồi nãy mình có vẽ cái đường may á ha, mình có vẽ cái đường may này thì mình sẽ may cái cánh hoa nó cách đường may khoảng 0.3 tới 0.5 ly à thì à, 0.3 đến 0.5 xăng thì mình à, khi mà mình may tay vào cái phần cái phần lai và may cái tay này vào thân á thì chúng ta sẽ dễ hơn là nếu mà chúng ta may sát vào cái đường may này luôn thì chút xíu chúng ta kê chân vịt nó rất là khó và chúng ta phải sử dụng chân vịt một bên. Còn nếu như mà chúng ta để hở hở như thế này thì chút xíu chúng ta sẽ đi chân vịt kia à, được ha rồi bây giờ thì mẹ vẫn sẽ khâu tay cái phần này vào và chúng ta sẽ may cái lót vào cái phần like này thì chúng ta coi video ha coi, coi cái cách mẹ muốn làm ha rồi sau khi mà chúng ta may mí xong ha thì chúng ta sẽ may lượt luôn cái phần xung quanh này à, để chút xíu nữa chúng ta may cái tay này vào trong cái thân thì nó sẽ ra cái cánh hoa như thế này ha đó chúng ta may lượt hai cái lớp này luôn ha may may lót ở lai nè xong rồi mí nè mí xong rồi may lượt xung quanh này à, và các chị lưu ý là có thể là khi mà do các chị may cái hoa này vào cái mặt chính á, nó sẽ làm rút cái lớp ở ngoài thì khi mà các chị lượt á, thì các chị cảm thấy như cái lớp ở trong nó hơi dư thì các chị cứ lượt xung quanh mép cho nó bằng nhau ha cái lượng dư mình cứ để ở giữa như thế này để cho khi mà mình may cái tay lên nó không có bị găng nha Đó, mình đừng có cố gọt hay là, là, làm cho nó bằng thì nó 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 nhiều khi cái lớp trong này nó bị thiếu thì nó sẽ bị găng nên là mình nó nó có dư thì chị các chị cứ cứ để hai cái mép này bằng nhau ở phía trong này nó hơi dư ra một chút xíu cũng không sao đâu đó và khi mình ráp cái tay tròn lên đó thì nó sẽ ra cái cánh hoa hoa như thế này ha à, và bên như vậy là chúng ta đã à, ứng dụng xong cái mẫu hoa này lên trên cái tay à, để may vào cái áo dài à, cho bé à, các chị có thể ứng dụng cái kiểu hoa này lên tất cả các cái vị trí nào mà các chị thích ví dụ như là ở phần thân À, ở phần vai vân vân ha mình có thể làm cái kiểu tương tự mình có thể thay đổi cái kích thước của bông hoa này bằng cách là mình sẽ gia giảm cái cái bề rộng của cái cánh à, của cái 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 phần này à, và cái cái vòng tròn ban đầu nếu gì muốn hoa to thì cái vòng tròn ban đầu nó to còn hoa nhỏ thì cái vòng tròn ban đầu nó nhỏ và cái cánh nó phải nhỏ tương ứng theo ha à, chúc các chị sẽ thành công với cái mẫu hoa này nha hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo.